Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ hiện đang bảo tồn 138 di tích tiêu biểu như đền thờ Ngô Quyền, đền thờ Hoàng Hoa Thám. Bên cạnh đó, người dân huyện Tiên Lữ rất tự hào với di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An thuộc xã An Viên. Ngôi đền có niên đại 2.200 năm này là nơi duy nhất ở miền Bắc thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng các vị thần tiên. Nơi đây còn có tháp đất nung vừa được công nhận là bảo vật quốc gia và lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Đền An Xá được tọa lạc trên thế đất hình đầu rồng linh thiêng tại thôn An Xá. Đây cũng là ngôi đền đậu duy nhất có quy mô hoàn chỉnh còn sót lại của một công trình kiến trúc mang yếu tố văn hóa, đạo giáo trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Chính vì vậy, ngôi đền có giá trị lịch sử văn hóa vô cùng to lớn, minh chứng cho dấu ấn hiện hữu của nền văn hóa đạo giáo sớm sơ khai trên vùng đất này. Đền An Xá là công trình kiến trúc cổ, có không gian cảnh quan đẹp, quy mô kiến trúc khá lớn. Các hạng mục công trình được bố trí hài hòa, gian trải theo trục thần đạo. Điều làm nên sự độc đáo và đặc biệt lớn nhất tại đền An Xá so với các công trình kiến trúc khác là hai tòa ống muống và hậu cung đền đều được làm hoàn toàn bằng đá xanh nguyên khối, tạo nên sự thâm nghiêm linh khí nơi thờ tự. Bộ khung chịu lực từ cổ bồng đến nóc mái, các bộ phi, cửa võng, ngưỡng cửa cũng hoàn toàn được dựng bằng đá. Trên những phiến đá chạm khắc nhiều đề tài trang trí khác nhau, với những nét chạm khắc mềm mại, tinh tế như được vẽ trên vải lụa, tạo nên những tác phẩm mỹ thuật có sinh khí. Nổi bật và đặc sắc nhất phải kể đến tòa tháp cửu trùng bằng đất nung, vừa qua đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Một cái đặc biệt là chúng ta có cái đền Đậu An. Ở cái đền này, cái tháp của nó còn giữ lại cho chúng ta rất nhiều cái hoa văn, cái hình trang trí mà ở đấy không chỉ để làm đẹp cho tháp mà nó còn nói lên cái tâm hồn của người Việt, cái ước vọng của con người muốn gửi qua cái tháp đó lên cái đấng tối thượng hãy vì con người mà ban phát ân huệ. Chúng tôi xác định là đền An Xá sẽ là trung tâm kết nối du lịch của huyện. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các ngành để kết nối các cái di tích đã được xếp hạng trên địa bàn của cả huyện, lấy An Xá là trung tâm, xứng đáng là di tích quốc gia đặc biệt, nổi tiếng, nổi bật của huyện cũng như của tỉnh. Đền An Xá là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân địa phương và du khách, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại. Hàng năm, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch, lễ hội Đền Đậu An được nhân dân trong vùng tổ chức với các nghi thức cúng tế Ngọc Hoàng Thượng Đế, phần dứt kiệu thờ thiên tiên, địa tiên, diễn lại tích mẹ nghèo chiến thắng hổ dữ và nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng, thu hút hàng nghìn du khách từ các nơi trong cả nước. Chúng tôi rất quan trọng về vấn đề nghi thức, nghi lễ, đặc biệt là công tác chuẩn bị các cái nghệ nhân phù hợp với các cái vai diễn, biểu trưng lại được cái truyền thống của di tích, gây ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và du khách về tham quan và chiêm ngưỡng lễ hội. Trong không khí phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng với việc hoạt động du lịch được mở lại, huyện Tiên Lữ đang chuẩn bị cho việc tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá, quyết định công nhận bảo vật quốc gia tháp đất nung đền An Xá và khai mạc lễ hội đền Đậu An năm 2022 vào ngày 6 tháng 5, tức ngày 6 tháng 4 âm lịch. Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện, đánh dấu 25 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ.